chào các bạn nhỏ trường Visioni. Chúng mình đã có một kỳ nghỉ thật dài phải không? Và hôm nay thì chúng mình gần nhau thêm một chút. Cùng sẽ đọc cho các bạn nghe một cuốn sách nhé. Cuốn sách có tên Câu chuyện bên thùng giấy của tác giả Trần Tầng Sâm. Hy vọng các bạn sẽ thích. Con đường dưới bóng cây, bé cùng mẹ nắm tay. Mắt bé đen lay láy, tóc bé xoăn như mây. Bé vừa đi vừa nhảy, tiếng cười bé thật hay. Bỗng nhiên bé dừng lại, nhìn bên lùm hoa dại. Trong một cái thùng giấy, bé phát hiện ra ngay. Có gì đang động đậy, liền nói cho mẹ hay. Vượt qua một cơn gió, băng qua hai đám cỏ, đến bên thùng giấy nọ, bé nhìn rồi reo to. Trắng muốt, một cặp mắt đen mun, một bộ lông lem luốc, mèo con kêu run run. Tiếng mèo kêu thật tội. Bé nhìn mèo nghĩ ngợi. Vừa lúc mẹ đến nơi, vuốt về mèo, bé nói: Mẹ lặng im thầm nhủ, công việc mẹ lu bù, sáng mịt đến tối mù, mèo thì đang tuổi bú, thời gian chăm sao đủ. Sau một lúc ngần ngừ, mẹ cất tiếng ôn nhu: chừng hiểu ra lời mẹ, mèo rưng rưng nhìn bé. Bé an ủi vuốt ve, rồi nói ngay với mẹ:
như trong gió thoảng, có chiếc lá treo ngang, vẽ lên trời chiều vàng, nét mẹ cười người dạng. Mẹ ư, thật dịu dàng, rồi xoa đầu bé ngoan. Bần thần qua một thoáng, bé cùng mèo reo vang.